Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ nói về một cái chuyên đề nhỏ nhỏ thôi, đó là chuyên đề về bị viêm xoang. Trong tất cả các bạn á, nếu như có ai đó hoặc là đã từng bị viêm xoang hoặc là đã từng có người thân bị viêm xoang, các bạn sẽ chứng kiến được rằng trong những lúc trái gió trở trời thì cái việc mà họ rất là khó chịu, có đúng không các bạn? Thậm chí là đầu thì rất là đau, rất là nhức, mệt mỏi nè, rồi xong rồi cứ say sẩm và cứ lúc nào cũng hắt hơi, sổ mũi, và nó làm cho cái cơ thể của người đó không có đủ một cái năng lượng để mà làm việc. Vậy thì trong những lúc đó chúng ta như thế nào? Có thể là các bạn sẽ đi tai mũi họng nè, các bạn nói chung là sẽ đi khám rất là nhiều thứ, nhưng có những người có sẽ hết một khoảng thời gian sau đó lại bị lại. Và có những người thì sẽ bị gọi là sống chung với lũ. Và cái biến chứng của cái viêm xoang đó mà nó nặng nhất đó là gì, đúng không? Đó là gì các bạn biết không các bạn? Đó là sẽ bị ung thư vòm họng. Và mình đã từng chứng kiến một cái người mà khi mà bị xoang á, mà bắt đầu có cái vòm họng của người ta bị ung thư và cứng đờ luôn, cứng hết những cái hàm này luôn. Và cái mặt thì sưng ra. Và thậm chí là nói khi mà chúng ta nói chuyện á, thì nó ra một cái mùi nó rất là không dễ chịu chút nào hết, nó rất là khó chịu, và nó làm cho cái người bị viêm xoang đó kém tự tin hẳn luôn khi mà nói chuyện với những người khác. Thì một cái điều rất là đơn giản, nếu như mà chúng ta đang bị hoặc là đang gặp những người nào bị thì hãy chia sẻ video này cho họ, bởi vì mình có một cái cách rất là đơn giản để giúp cho các bạn bị viêm xoang giải quyết được một cách rất là nhanh chóng. Bằng cái gì các bạn? Bằng một chai dầu thoa chữa lành siêu tốc. Với cái chai dầu thoa này thì các bạn thấy rằng hoàn toàn bằng thảo dược 100% thiên nhiên, bởi vì được lấy những cái nguyên liệu được lấy từ cái vùng Siberia, cái vùng mà khó khăn, cái khí hậu thời tiết rất là khó khăn, nên dược tính của các sản phẩm rất là cao, và từ đó nó làm cho tác dụng của sản phẩm lại cực kỳ cao hơn các bạn. Ở đây mình chỉ giới thiệu với các bạn một loại duy nhất thôi, một loại thôi, là dầu vừa thoa để chữa lành. Nhưng mà nếu như những bạn nào mà có những cái điều kiện tốt hơn thì các bạn hãy dùng thêm những cái sản phẩm uống thì cái liệu trình nó sẽ tốt hơn. Bởi vì mình đã từng giúp cho một cái bạn đó là vừa uống vừa thoa chỉ trong 20 ngày các bạn, giải quyết xoang của mình giảm được 80% so với trước đây. Bạn bị mắc rất là lâu, nhưng khi mà bạn dùng một cách theo cái lộ trình của mình đó thì chỉ 20 ngày thôi là bạn đã giảm được 80%. Vậy thì cách dùng với cái chai dầu thoa chữa lành siêu tốc này như thế nào để giải quyết bệnh viêm xoang của mình? Bây giờ mình chỉ các bạn ha. Cái bước đầu tiên, các bạn có thể là chiết cái chai này sang những cái chai nhỏ như vậy. Để làm gì? Để các bạn có thể nhỏ vào mũi của mình. Thì khi các bạn chế ra như vậy á, thì các bạn sẽ nhỏ mỗi bên mũi một giọt thôi các bạn. Chỉ cần một giọt thôi, mỗi ngày mỗi bên một giọt thôi. Thì lúc các bạn nhỏ vào á, cái cảm giác nó sẽ rất là sót. Bởi vì sao? Bởi vì cái mũi chúng ta khi mà bị xoang rồi á, nó sẽ bị viêm, đã bị viêm ở bên trong rồi, nên khi chúng ta nhỏ vào nó sót. Nhưng mà sau 1-2 ngày á, nó sót xong 1-2 ngày nó quen dần và bắt đầu nó lại giải quyết, nó khô đi chỗ đó. Và khi mà cái dung dịch mà chúng ta nhỏ vào nữa lần nữa đó thì nó lại đi qua cái vùng đó, nó lại không sót nữa và nó rất là dễ chịu và nó sẽ làm cho chúng ta thông thoáng hơn. Đồng thời khi các bạn nhỏ vào thì cái gì, những cái dịch dơ, thay vì chúng ta phải đi hút xoang, đi nạo xoang, thì lúc này dịch dơ nó bắt đầu nó sẽ chảy ra, có những khi không cầm được các bạn. Và sau khi chúng ta mà nhỏ xong á thì chúng ta sẽ lấy cái chai dầu này, chúng ta đổ ra tay và bắt đầu chúng ta thoa. Thì chúng ta cũng thoa, ví dụ những bạn nào mà bị xoang á, xoang thì chúng ta sẽ đau hai cái vùng này nè, ngay hai cái vùng ngay chân mày này rất là nhiều, thì bắt đầu chúng ta thoa nhiều lên. Chúng ta thoa một ngày có thể chúng ta 5 lần, 7 lần, bất cứ lúc nào chúng ta nhớ ra là chúng ta sẽ thoa. Và cái thứ hai là ngay trên cái cánh mũi, cái mũi, cái sống mũi của mình nè. Đây. Và nếu như bạn nam á thì xoa càng nhiều càng tốt nha bạn nha. Thậm chí ví dụ như khi tác dụng của những cái lúc mà chúng ta thoa như vậy nè, những bạn nào mà mặt có mụn á là sẽ nó sẽ khô luôn cái mày luôn, và hay một cái là chả bây giờ nó để lại thẹo nó được khuyến mãi luôn cái việc làm đẹp cho các bạn luôn. Nên sau khi mà các bạn sau thời gian thì da của các bạn sẽ sáng lên, cái mũi thì xoang nó lại không còn, và bắt đầu á cái xoang của các bạn nó sẽ giảm dần, và đồng thời luôn cái mùi hôi khi mà chúng ta nói chuyện á nó cũng giảm luôn. Và trong cái quá trình mà những cái bạn mà bị xoang á, khi mà các bạn mà sử dụng cái dầu này á, các bạn còn một cái nữa các bạn sao,
các bạn hãy dùng cái này nè, dùng một cái muỗng, muỗng canh hoặc muỗng cà phê, các bạn đổ ra hòa với lại một ít nước ấm, một ít nước ấm thôi, và bắt đầu làm gì, các bạn ngậm để súc miệng. Thì khi các bạn súc miệng bằng cái dầu thoa chữa lành này, các bạn sẽ cảm nhận được là cái vị mà gọi là thảo dược á, nó sẽ giúp cho các bạn là cái thứ nhất là làm cho cái miệng của các bạn thơm tho hơn, và đồng thời nó bảo vệ luôn những cái chân răng của các bạn, đồng thời những cái dơ mà cái dịch dơ mà nó chạy xuống á, mà nếu mà nó đang làm viêm ở ngay cổ họng á, khi mà bạn súc miệng, bạn khò ngay cổ họng thì nó cũng sẽ làm giúp cho bạn thanh lọc luôn những cái chỗ đó, và nó sẽ nhanh chóng, nó sẽ giúp cho bạn nhanh chóng phục hồi trong cái xoang của mình rất là nhanh. Và nhờ cái cách đó mà một bạn chỉ sử dụng trong 20 ngày là đã giảm được 80% so với những cái ngày lần trước đó. Các bạn thấy rằng là cái sản phẩm này nó bằng thảo dược và nó có những cái tác dụng như vậy bởi vì hàng chất lượng. Và khi mà các bạn có những cái thông tin gì, hoặc là tùy theo cái trường hợp á, các bạn có thể gọi điện cho mình bằng cái số điện thoại là 0943 897 890, thì mình sẽ có thể giúp cho các bạn thêm về cái cách sử dụng như thế nào để hiệu quả tốt nhất và tối ưu nhất với cái số tiền là tiết kiệm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.